Ok và hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Yeah, và mình là Ender. Đây là một cái crash à? Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó là top 5 những cái điều mà các bạn có thể làm trong Minecraft. Và ngày hôm nay tại đây, à không, tại đất nước Việt Nam, chúng ta sẽ được chứng kiến nước Việt Nam sẽ trở thành một cái xu hướng mới của thế giới bóng đá trên toàn cầu. Ha, thật không được tin được. Cái câu này mình chế lại thôi. À thôi, không lâu thôi lằng nhằng nữa nhá. Thì mình dẫn các bạn cách làm một cái lá cờ Việt Nam. Đó, một lá cờ Việt Nam. Thì để thuận tiện hơn đấy, các bạn sẽ lấy cho mình một cái lá cờ màu đỏ. Đấy. Các bạn sẽ lấy cái bột vàng, rải ra như vậy. Rồi các bạn sẽ để thành bốn góc xung quanh đây. Cái màu bột màu vàng đấy. Sau khi rải xong, chúng ta sẽ có một cái hình thoi. Rồi. Tuy nhiên nó vẫn chưa phải lá cờ Việt Nam nhá. Tiếp tục này. Chúng ta sẽ lấy cái lá cờ Việt Nam để đây. Và tiếp tục rải cái màu đỏ ra thành 3 phần. Hiện tại mình đang chơi phiên bản mới nhá, nên cái phiên bản này thật sự nó khá là rắc rối. Đấy, các bạn đặt xuống cuối như vậy. Chúng ta sẽ có một cái hình thoi, nhưng mà bị mất một góc. Đấy, nghĩa là chúng ta đã sắp hoàn thành rồi. Và cuối cùng, các bạn sẽ cần phải đặt lá cờ đấy vào đây. Tiếp tục biến hóa nó. Đặt lên trên đây một cái đầu creeper. Đặt sang bên đây một cái bột màu vàng. Taran, vậy là các bạn đã sở hữu một lá cờ Việt Nam. Và tiếp theo, nếu mà các bạn muốn đánh nhau với một con Evoker thì các bạn sẽ làm gì? Nếu mà các bạn lao trực tiếp và đánh nhau với nó luôn đấy, thì người mất máu đầu tiên đó chính là các bạn. Bởi vì nếu mà nó gặp các bạn đấy, thường nó sẽ chạy mất. Đấy, nó chạy với một cái tốc độ rất nhanh. Và sau đó đấy, nó sẽ phóng ra mấy cái con như kiểu con vết, hoặc là mấy cái con như kiểu con lưỡi cá sấu nó trồi lên từ dưới mặt đất đấy. Đó. Thì mấy cái đấy thật sự nó rất là phiền phức. Và các bạn hoàn toàn có thể tiêu diệt nó một cách dễ dàng, chỉ với một con chó. Tất nhiên là nó sẽ hơi có một tí thiệt hại một tí nhá. Bởi vì con chó nó sẽ bị mất khoảng 3 tim khi mà đánh nhau với con này. Đây các bạn nhìn nhá. Ố, giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Kín nó. Thịt nó. Hiếp nó. Đó, các bạn thấy chưa? Với con chó của các bạn đấy, thì nó hoàn toàn có thể dễ dàng kết liễu con Evoker mà chỉ bị mất có 6 máu thôi. Con chó mà sau khi thuần hóa rồi đấy, nó sẽ có tổng cộng 20 máu, mà chỉ mất có 6 máu thì khá ít nhỉ. Tiếp theo, hiện tại mình đang ở dưới đáy biển. Tại sao mà mình lại không bị sặc nước? Why? Bởi vì mình đang ở trong một cái đường hầm nhá. Và cái đường hầm này nó được tạo bởi cửa. Đấy, một cái đường hầm dài, rất là dài. Với cái đường hầm này đấy, chúng ta có thể đi dưới biển một cách rất là dễ dàng, bằng một cái hình thức rất là đơn giản. Đó là các bạn sẽ đặt một cái cửa ở dưới đáy biển. Hay chưa? Đó. Đó.
Với cách này đấy, các bạn hoàn toàn có thể dùng để tách nước ra để xây nhà dưới biển. Hoặc là đơn giản hơn, nếu mà các bạn chỉ có một cái cửa đấy mà bị rơi xuống biển, các bạn hoàn toàn có thể lặn xuống đáy. Đây, mình sẽ đợi này. Rồi, sắp hết nước rồi đúng không? Các bạn sẽ đặt cái cửa xuống. Và các bạn đã có đầy không khí trở lại. Các bạn có thể đập đi. Đó, rất là đơn giản. Và lại bơi tiếp. Khi nào hết không khí đấy, lại đặt xuống. Các bạn lại có thêm không khí. Đây là một cái cách rất là tuyệt vời để các bạn có thể sống ở dưới biển. Các bạn đã quá quen thuộc với những cánh cửa truyền thống, và các bạn muốn một cánh cửa thú vị hơn và nhiều tác dụng hơn, thì các bạn đã gặp đúng chỗ rồi đấy. Ngày hôm nay mình hướng dẫn với các bạn một cánh cửa có khả năng đóng mở một cách bình thường, tất nhiên kèm theo một cái chế độ khác, đó là tiêu diệt những cái con như kiểu con thây ma đấy. Đó, đầu tiên các bạn sẽ ra trước cửa nhà, đào xuống cái lỗ, đổ lava xuống dưới đấy. Và các bạn sẽ đặt lên trên một cái tấm như vậy. Rồi, vậy là các bạn đã thành công rồi đấy. Bây giờ mình sẽ test thử nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nè. What, sao nó vào được nhở? No. Hình như mình đặt ngược rồi. Có lẽ chúng ta sẽ phải đặt hướng quay vào. Đây. Đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Một em. Vào đây. Hai em. Không một con zombie nào. Mình sẽ dẫn các bạn cách làm một cái bản đồ đấy, đánh dấu kho báu. Đây. Các bạn có thấy cái điểm màu đỏ đỏ không ạ? Thực ra nó là màu xanh nhá, nhưng mà do lỗi phiên bản thôi. Bây giờ mình sẽ tiến đến này. Một cái bản đồ có khả năng đánh dấu kho báu. Rồi, ở đây đúng không? Chỗ nào? Đây à? Đó, các bạn thấy chưa? Ôi trời ơi, giật hết cả mình. Tất nhiên là nếu chỉ có thế đấy, thì mình sẽ không giới thiệu làm gì. Cái điểm đặc biệt ở đây, đó là dù các bạn có tạo thêm map nữa, các bạn sẽ không thấy gì cả. Đó, chỉ một map thôi nhá. Map này có thể thấy, map này thì không. Giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhá. Đây, mình sử dụng cái bản đồ này để đánh dấu kho báu. Đầu tiên các bạn sẽ cần một cái rương. Và để làm được nó đấy, đầu tiên các bạn sẽ đi tìm một cái vị trí nào đó. Đây, mình sẽ để ở đây nhá, một cái rương. Và sau đó ở bên cạnh, các bạn sẽ đặt vào một cái khung vật phẩm. Rồi các bạn sẽ lấy cái bản đồ. Đây, các bạn sẽ đặt vô đây. Nếu mà các bạn thấy không hiện gì đấy, thì các bạn bỏ cái bản đồ này đi và dùng một cái khác. Sau đó các bạn dùng một cái bản đồ mới tinh. Rồi tiếp theo, các bạn sẽ đặt cái bản đồ vô đây. Khi các bạn đặt thành công đấy, các bạn sẽ thấy hai vị trí khác nhau. Rồi, đúng chưa? Đó, chính xác là như vậy rồi. Bây giờ các bạn thử tạo một cái map khác nhá. Ở map này, các bạn chỉ thấy mình vị trí của các bạn thôi. Còn ở map này, các bạn sẽ thấy hai vị trí khác nhau. Chúng ta sẽ so sánh nhá. Đấy,